Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 12 âm lịch, ngày Giáp Tuất, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi thần tài gõ cửa trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Tuất, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 21 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Thổ khắc thủy khuyên người tuổi Tý cần phải chú ý hơn đến chuyện tình cảm của mình. Đặc biệt, có chuyện gì xảy ra, hai vợ chồng cần trao đổi và thảo luận với nhau, chứ không nên tự làm theo ý của mình. Với người độc thân, bạn không nên trao gửi tình cảm cho người khác quá dễ dàng, bởi có thể đối phương chỉ đang dùng lời ngon tiếng ngọt khiến cho bạn siêu lòng mà thôi. Muốn đánh giá đúng một người, bạn nên nhìn vào hành động của họ. Trình ấn đem tới cho bạn dấu hiệu tốt đẹp trên con đường sự nghiệp. Mọi cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng sắp xếp cho bạn một vị trí cao hơn để tỏa sáng trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim nên trò chuyện và trao đổi với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tình cảm vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, chưa nên dành tình cảm cho ai đó quá dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, công sức bỏ ra sẽ được đánh giá cao. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nên đánh giá người khác chuẩn xác hơn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương đen, xanh da trời, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, chính tài đem từ những điều may mắn cho con đường tài lộc của người tuổi Sửu. Người làm công ăn lương được thưởng nóng xứng đáng với đóng góp của tập thể. Đây cũng là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong thời gian tới. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể nhận được một khoản lời lãi khả quan trong ngày. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên đơn hàng về tới tấp. Dù hơi vất vả một chút nhưng bạn cũng chẳng phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thu là ngày thu hoạch tốt nhưng nên kỵ khởi công, xuất hành và ăn táng. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đúng. Có như vậy thì quá trình tiến hành mới gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy chăm chỉ làm việc được đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa các mối đầu tư thu được lợi nhuận. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc nên sắp xếp thực hiện công việc phù hợp. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương nâu, vàng. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Mộc khắc Thổ là dấu hiệu không tốt lành với người tuổi Dần trên phương diện tình cảm. Bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đừng nên tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Khi cảm thấy mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt, bạn cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm ngay. Những buổi tối trò chuyện hoặc dùng bữa hay xem tivi cùng nhau sẽ góp phần cải thiện tình trạng hiện giờ. Tỷ kiền giáng họa, trong công việc, người tuổi Dần nên thay đổi cái tính cứng đầu cứng cổ, thích làm mọi việc theo ý mình. Đặc biệt, người làm lãnh đạo cần tránh tính độc đoán, ép buộc nhân viên làm việc mà không biết lắng nghe ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy chớ nên đưa ra những quyết định nóng vội, độc đoán. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa nên cân nhắc ý kiến của mình và người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ cần tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc đừng nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim nên trò chuyện với người thân nhiều hơn. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương xanh lục, xanh rêu, quý nhân phù trợ Mão, Tuất,
Hợi. Tử vi tuổi Mão, kiếp tài ngáng trở, sự nghiệp của người tuổi Mão khó có thể phát triển thuận lợi được như ý muốn. Bản mệnh dễ bị rơi vào cảnh cô lập với tập thể. Bạn cần xem lại cách hành xử của mình để hiểu vì sao mình lại không nhận được sự yêu mến. Chuyện làm ăn cũng cần hết sức cẩn thận trong hôm nay, nếu không bạn dễ bị đối tác lừa gạt hoặc đâm sau lưng. Tốt nhất, trước khi muốn dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, bạn cần tìm hiểu cho kỹ càng, tránh cả tin nghe theo lời rủ rê của kẻ khác. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài cửa phòng thái phụ, tổ chim hoặc lồng chim, do đó thái phụ không nên dịch chuyển vị trí hay tiến hành sửa chữa những đồ vật tại nơi này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không nên dễ dàng tin theo lời dụ dỗ của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên xem lại cách hành xử của mình với mọi người. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy học cách lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, ương bướng, dễ đẩy bạn vào rắc rối. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hôm nay, dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Thìn vướng phải nhiều rắc rối bất ngờ trong công việc. Bạn cần hết sức bình tĩnh để tìm cách xử lý, tránh nóng vội, kẻo mọi việc càng dễ lầm vào bế tắc hơn. Hãy dành thời gian để xem xét lại những gì mình và mọi người đã làm được, có thể bạn sẽ tìm ra vấn đề gốc rễ nằm ở đâu. Những lúc như thế này thì cần tránh việc đổ lỗi cho người này hay người khác, vì việc đó dễ gây chia rẽ nội bộ và không đem lại lợi ích thiết thực gì. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất cứ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhìn nhận ra nhiều điều hữu ích và tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, cần có cái nhìn chính xác hơn về các vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chớ nên đổ lỗi cho người này, người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết rắc rối. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, thực thần chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay, đặc biệt nếu như bạn là người làm nghề tự do. Danh tiếng giúp bạn nhận được nhiều lời mời hợp tác của đối tác, khách hàng, đem lại nhiều lợi nhuận lớn lao. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp nên tìm cách mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Khi quen biết với nhiều người, bạn làm gì cũng dễ dàng hơn vì thường được giúp sức. Hãy nhớ, cư xử với mọi người chân thành thì cũng sẽ được đón nhận tình cảm tương tự. Hòa sinh thổ, người tuổi Tỵ và nửa kia có một ngày hạnh phúc. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng dành thời gian để trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Cũng nhờ việc này mà hai người có thể kịp thời giúp đỡ nhau và hòa giải nhiều hiểu lầm không đáng có. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, vợ chồng thấu hiểu, quan hệ ngọt ngào. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, chú ý hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, gây dựng được danh tiếng cho mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, có cơ hội phát tài nếu làm nghề tự do. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Người đó có thể trực tiếp đề bạt hoặc giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp của bạn phát triển đi lên. Với những người ở vị trí cao, bạn vẫn nên học hỏi và quan sát xung quanh nhiều hơn. Có thể những người trẻ tuổi sẽ có những góc nhìn mới mẻ xứng đáng để bạn thử đi tìm sâu tìm hiểu. Không ngừng rèn luyện bản thân, bạn sẽ ngày càng xuất sắc. Hòa sinh thổ, người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, thậm chí có người có thể phát triển quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Vì hai người đã hiểu rõ nhau từ trước nên mối quan hệ cũng có vẻ khá bền vững. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, có cơ hội phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, nên chú ý học hỏi mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy tiếp tục không ngừng rèn luyện bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, xây dựng mối quan hệ tình cảm phát triển bền vững.
Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường cam, vàng, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tường hình giáng họa, người tuổi Mùi trở nên lơ là trong công việc, ngay cả khi đó là những việc bạn đã quen thuộc từ trước. Nếu quá tự tin vào bản thân, bạn sẽ phạm phải những sai lầm không đáng có và phải tốn công sức để sửa chữa sai sót. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hết sức đề phòng những kẻ cố tình tiếp cận hoặc nịnh đọt mình. Làm việc gì, bạn cũng cần có chủ kiến của bản thân, đừng nghe theo lời ra tiếng vào của người khác. Khi gặp vấn đề khó giải quyết, bạn nên hỏi những người thực sự đáng tin cậy. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 19 âm lịch, nhân thần ở phía trong, xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tự tin thái quá, coi thường người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, hãy đề phòng những kẻ cố tình tiếp cận mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, có cách nhìn nhận rõ ràng về vấn đề. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường xám, nâu, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, thổ sinh kim, người tuổi Thân có thể tìm ra người để cùng chia sẻ suy nghĩ, đó có thể là cha mẹ, cấp trên hoặc bạn bè thân thiết. Nhờ có người đó ở bên định hướng, bạn sẽ có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn về nhiều việc. Trong gia đình, bạn và người ấy cũng đã dành thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn, chứ không còn lạnh nhạt, ai biết việc người ấy như trước. Chịu khó thấu hiểu bạn đời nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra nửa kia của mình rất có tầm nhìn. Thiên quan giáng họa, tiếc cho con đường thăng quan tiến chức của con giáp này không được thuận lợi. Những mâu thuẫn liên miên với cấp trên khiến bạn khó có thể tập trung phát triển kế hoạch của mình. Có lẽ trước mắt bạn nên tìm cách giải quyết mối quan hệ này. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, không nên hành xử nóng nảy, đẩy mình vào rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tìm được người để chia sẻ và tâm sự suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, quan hệ vợ chồng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nhận được sự định hướng của người đáng tin cậy. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, tam hội xuất hiện, người tuổi Dậu có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý ngay trong ngày. Dù quá trình bắt tay làm việc không quá thuận lợi, song chỉ cần quyết tâm thì không có gì là bạn không thể vượt qua. Nếu sắp xếp được thời gian, bản mệnh đừng ngại học thêm hoặc dấn thân trải nghiệm những điều mới mẻ. Đừng ngại khó khăn vất vả hay phải bắt đầu lại từ đầu. Thông qua quá trình không ngừng học hỏi, có thể bạn sẽ phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của bản thân. Thổ sinh kim, bạn nên tìm người chia sẻ những vấn đề, suy nghĩ của mình. Việc tìm được người tâm sự không chỉ giúp bản mệnh giảm bớt được áp lực mà còn có thể khiến cho bạn có những suy nghĩ tích cực hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, khó khăn giúp bạn tìm ra được khả năng của chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, hãy dành thời gian học hỏi những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, nên tìm người chia sẻ và tâm sự. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thiên tài giúp cho người tuổi Tuất có một khoản tiền lời lãi dư giả trong ngày hôm nay. Đó có thể là khoản tiền từ các công việc làm thêm hoặc do may mắn tìm đến với bạn. Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể kiếm được một mối béo bở do đối tác hay khách hàng giới thiệu. Mỗi khi có được một khoản tài chính, dù là lớn hay nhỏ, bản mệnh cũng chú ý không nên tiêu xài hoang phí, mà nên giữ lại một phần phòng khi cần thiết. Có khoản dự trữ trong người, bạn sẽ cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong mọi việc. Tuy nhiên, thổ vượng cho thấy trong ngày này, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên ăn đồ cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ, đồ ăn uống không hợp vệ sinh. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, nhận được tiền lời lãi từ các khoản đầu tư. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, có cơ hội phát tài nhờ vào vận may. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Tử vi tuổi Canh Tuất,
kim, chớ nên tiêu xài một cách lãng phí. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ nên ăn uống bừa bãi. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Hợi khẳng định được vị thế của mình giữa tập thể. Bạn đưa ra nhiều cách giải quyết công việc hợp lý, khiến ai cũng phải tâm phục khẩu phục. Một số người thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, thổ khắc thủy cho thấy đôi khi bản mệnh trở nên gay gắt với con cái vì muốn chúng đạt được những điều mà mình mong muốn. Song, bạn cần bình tĩnh nghĩ lại xem mình có đang đặt quá nhiều áp lực lên con cái không, từ đó mà có cách thay đổi phù hợp. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thân hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thân, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể có được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đưa ra được những cách giải quyết công việc hợp lý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, chớ nên đặt ra quá nhiều áp lực lên con cái. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hãy đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy bình tĩnh để đánh giá mọi vấn đề. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Tỵ, tuổi Ngọ hay tuổi Dậu. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!